Em Nhi mến chào cả nhà. Thì chiều hôm nay em có ghé thăm vườn mai, sẵn tiện giao lưu với cả nhà một số mai lâm và chia tắt của cả nhà. Thì cây này, loại này thì cũng đã có bông búp cho cả nhà rồi. Rồi để em quay một số cây cụ thể cho cả nhà mình đi xem nha. Đây, những cây những đây thì cũng đã có bông búp rồi. Khi mà giao lưu thì em sẽ lựa những cây mà đủ tiêu chuẩn, đủ bông búp để cả nhà chơi Tết để mà giao lưu, để mà gửi đi nha cả nhà. Thì những cây như này thì ở vườn em là ghép từ cây con, thì cây cũng đã liên lạc hết rồi. Gốc thì tùy gốc, có gốc thì ngang ngón trỏ, có gốc lại to hơn. Nói chung là cây rất là già cây nha cả nhà. Đây. Lùm nha nha. Đây, nhưng mà bông búp thì cũng nhiều nha cả nhà. Bông búp thì cũng to rồi. Lâm này thì vườn em ghép cúc hết nha cả nhà, ghép cúc bông đẹp hết rồi. Mấy cái này thì bông búp cũng khá là ok này cả nhà. Em sẽ lựa mà những cây mà bông búp nhiều để mà giao lưu với cả nhà. Đây số lượng rất là nhiều luôn. Cây thì chiều cao cây là tầm 40 trở lên nha cả nhà, 450 trở lên. Gốc thì ngang ngón tay cái, có cây thì ngang ngón trỏ. Băm bút thì cũng đã có rồi. Đây, như cây này băm bút cũng khá là nhiều nè. Đấy. Loại này là cả nhà mình giao lưu vơ làm rất là tiện cả nha. Nhắc là mình lấy được giống này, xong rồi là mình chưa tết được luôn, chưa tết xong rồi là mình thả ra đất mình nuôi em xem mình chưa tiếp cả nhà. Rồi loại này cũng rất là rẻ luôn đấy. Cả nhà có thơm mua lê cũng được, xấy cũng được. Bốc thịt rất là nhiều. Một cây như này thì giá là 150 nha cả nhà, 150 một cây. Cây rất là cao. 1 2 3 cao hơn 3 găng tay của em luôn. Này, như cây này thì búp cũng rất là nhiều này. Cây rất là già cây luôn. Trăm rưỡi một cây nha cả nhà. Cả nhà ai thích thì liên hệ đến số điện thoại của em là 0878 853 999. Rồi em cảm ơn cả nhà đã xem video, hẹn gặp cả nhà ở những video tiếp theo ạ.